Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một cặp nhà đẹp với diện tích ngang 4, độ dài 14m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, nằm trên trục đường Nguyễn Thái Sơn ngay trường Đại học Công nghiệp 4 và sát bên là chợ Gò Vấp. Vị trí rất là đẹp, thuận tiện đại đình chúng ta mua ở, mua làm phòng công ty cho thuê. Vị trí này thì rất là gần với Bình Thạnh và kề bên sân bay Tân Nhất. Chúng ta đến với một cặp nhà hướng Tây Bắc phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch, và giá bán gia chủ đang chào bán chỉ hơn 8 tỷ một tí thôi nha quý vị. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà. Căn nhà này nằm trong một khu đồng bộ, hẻm trước nhà 5m, hẻm nhựa, khu phân lô điện âm đồng bộ, đường trước nhà 5m, đổ nhựa rất là sạch sẽ, và cách mặt tiền đường chính, đường lớn, đường Nguyễn Thái Sơn khoảng tầm 50m thôi nha mọi người. Hẻm xe hơi vào tới nhà, xe hơi 4 chỗ thôi nha quý vị. Xe hơi 7 chỗ thì rất là khó vào ở khu nhà này. Và chúng ta đang tham quan cặp nhà xây mới tinh, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Vị trí rất là đắc địa và sát bên là trường Đại học Công nghệ 4 cũng như là chợ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì qua sân bay khoảng tầm 5 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy, và qua Bình Thạnh khoảng tầm 10 phút thôi nha mọi người. Nhà thì cũng kề bên Đại học Công nghiệp 4 và sát bên là trường Đại học Văn Lang. Vị trí này rất là thuận tiện để ở và cho thuê, đặc biệt là quý anh chị đang tìm nhà cho con em mình đi học trên địa bàn quận Gò Vấp, học hai trường Đại học Văn Lang và Đại học Công nghiệp 4 thì đây là hai sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình mình. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng vào bên trong căn nhà thiết kế một trệt một lửng 3 lầu với không gian sử dụng là khu vực đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau này nha mọi người. Ở đây thì gia chủ có làm lớp cổng sắt bên ngoài, lớp cửa cổng rất là chắc chắn và kiên cố, lớp cửa sắt 4 cánh. Bên trong là khoảng sân đậu xe máy và một lớp cửa nhôm xin pha. Di chuyển trong đây thì quý vị sẽ có khu vực đậu xe hơi và không gian phòng khách dưới tầng trệt cũng như là không gian bếp phía sau. Không gian căn nhà thiết kế có lửng nên quý vị thấy sẽ rất là thoáng và sáng. Quý vị đang hỏi Hùng có những căn nhà nào mà gần chợ Gò Vấp, sát bên Đại học Công nghiệp 4 không? Thì đây là một cặp nhà với sản phẩm nhà giá tốt và vị trí đẹp đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình mình. Khu vực phía dưới tầng trệt là gara xe hơi thì có đổ bê tông, ốp gạch 80, 20 tường có ốp nhựa trang trí lên cao 1m2. Phía trên thì có trần thạch cao, đèn chiếu sáng, đèn trần rất là lung linh. Và phía sau căn nhà sẽ là không gian của phòng bếp với bộ bàn ăn 6 ghế được gia chủ tặng kèm, kết hợp với những bức tường được ốp nhựa trang trí, và tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường đóng phun trần. Có khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát, cũng như là có giếng trời và vệ sinh phía sau. Ngang 4, độ dài 14m, vuông vức, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Giá bán gia chủ đang chào bán chỉ có 8 tỷ 050 triệu đồng một căn thôi. Quý vị quan tâm đến cặp nhà này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Quý vị đang tìm nhà cho con em mình học trên trường Đại học Công nghiệp 4, trường Đại học Văn Lang của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Còn chần chừ gì mà không đến tham quan sở hữu ngay căn nhà nằm trong khu phân lô đồng bộ 20 căn nhà thuộc trục đường Nguyễn Thái Sơn, sát bên siêu thị MH2, sát bên chợ Gò Vấp và sát bên Bình Thạnh này nha mọi người. Theo chân Hùng, chúng ta sẽ cùng em di chuyển theo cầu thang ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn gỗ đỏ và lan can kính cường lực đi lên không gian phòng khách trên tầng lửng. Phòng khách trên tầng lửng thì được tặng kèm đầy đủ nội thất bao gồm sofa kết hợp với tủ kệ TV. Phía sau thì quý vị sẽ có giếng trời ra cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau. Và khu vực không gian phòng khách này cũng rất là đẹp, vuông vức và thoáng và sáng. Có sofa được tặng kèm và có đèn trần, đèn LED cũng như là sofa và tủ kệ TV rất là đẹp. Và di chuyển lên bên trên, quý vị sẽ cùng em đến với không gian của các phòng tiếp theo, phòng ngủ nha mọi người. Nhà này sẽ có 4 phòng và tất cả các phòng gia chủ đều bố trí phòng vệ sinh trong cho mình luôn. Chúng ta sẽ vào không gian phòng ngủ đầu tiên với đầy đủ nội thất bao gồm giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm, tủ kệ TV và vệ sinh trong. Nhà thì thiếu mỗi máy lạnh và chăn ga gối nệm thôi. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng vệ sinh có phòng ngủ đầu tiên thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt nguyên khối, vòi tắm hoa sen, quạt hút và vách ngăn, bồn tắm vách ngăn. Phòng phía sau thì quý vị sẽ có cửa sổ ra giếng trời và phòng phía trước thì có cửa sổ ra ban công. Cửa phòng ngủ và tay vịn cầu thang đều được làm bằng chất liệu gỗ đỏ nha. Đây này, gỗ đỏ nguyên khối luôn nha mọi người. Phòng ngủ số 2 thì ở đây gia chủ bố trí đầy đủ nội thất bao gồm giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV đóng đụng trần và khu vực gắn máy lạnh cũng như là vệ sinh trong cho từng phòng. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có ban công 1m2 được trồng cây xanh và làm lan can inox bên ngoài với cửa nhôm sinh pha đi ra.
Một khu nhà phố đồng bộ rất là đẹp, vị trí quá đắc địa. Nằm ngay trục đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên trường Đại học Công nghiệp 4, kề bên trường Đại học Văn Lang, và đi vài bước chân là ra tới chợ Gò Vấp. Đi về sân bay chỉ khoảng tầm 5 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 15 đến 20 phút đi xe máy thôi. Vị trí này đi qua quận Bình Thạnh khoảng tầm 10 phút thôi nha mọi người. Và giá bán chỉ có 8 tỷ 050 triệu đồng. Một giá bán quá đẹp và rẻ cho quý vị nào đang tìm mua nhà cho con em mình đi học. Ở đây thì phòng ngủ số 3 và số 4 thì gia chủ chưa trang bị nội thất. Có vệ sinh trong, có nội thất cơ bản và thiết kế trang trí rất là tuyệt vời. Một cặp nhà mà nằm sát bên trường Đại học Công nghiệp 4 như thế này. Vị trí quá đắc địa, đường xe hơi 4 chỗ vào tới nhà. Khu phân lô đồng bộ 20 căn, điện âm, đường trước nhà 5m, hướng Tây Bắc. Quý vị quan tâm đến cặp nhà này, còn chần chừ gì mà không gọi cho bên nhà đất Huy Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Liên hệ xem nhà bên nhà đất Huy Hùng, quý vị sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%, hỗ trợ thương lượng với chủ để có giá tốt khi mua và rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 2-500 triệu đồng một căn. Quý vị quan tâm nhiều những sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hãy gọi trực tiếp cho nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và đây là khu vực sân thượng sau với khu vực phơi đồ, giặt đồ và khu vực để máy giặt. Ở đây thì mai mốt về ở thì quý vị có thể làm thêm rào chắn và lợp mái bên trên. Phía trên thì gia chủ đã làm sẵn bồn nước 1.000 lít đại thành kết hợp với máy năng lượng mặt trời. Khu vực sân thượng sau này có chỗ để máy giặt này, quý vị trồng rau, trồng cây xanh, giặt đồ, phơi đồ ở đây. Ở bên thì các anh chị chủ nhà đã về ở hết rồi. Trong đây thì quý vị còn 5 căn chào bán nha. Với giá bán quá hấp dẫn và mềm mại, 8 tỷ 050 triệu đồng còn thương lượng, hướng Tây Bắc. Quý vị quan tâm cặp này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Cặp nhà ngay chợ Gò Vấp và kề bên là Đại học Công nghiệp 4 cũng như là siêu thị E-Mark trên trục đường Phan Văn Trị, khu dân cư Cityland, cách Bình Thạnh chỉ khoảng tầm 10 phút đi xe máy và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 15m. Vị trí quá đẹp, thuận tiện cho con em mình ở, đi học và cho thuê. Giá bán rất hấp dẫn và hợp lý, quý vị quan tâm thì gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.